Tôi đi ngủ được chút xíu rồi tôi thức dậy tôi coi tụi này tiếp tục. Mẹo con nó mới đẻ nhìn cái mặt nó khác nha mọi người. Rồi vài tiếng sau nhìn mặt khác nha. Mấy con mới đẻ hồi nãy nhìn mặt tèm lem tút lút à. Giờ nhìn lại là cái mặt cứng cáp hơn nãy nhiều lắm nha. Coi bộ con ngầu nó cũng biết chăm sóc nít quá mọi người. Nó đụng con đó đó, nó không dám đụng mạnh luôn á. Nó ngồi mà nó muốn chuyển tư thế nó cũng dám chuyển nè. Nó sợ đè con đó. Thấy vậy cũng có ý thức lắm á chứ không phải không đâu. Nghe con nó la là gì? Hai đứa giành nhau bú sữa. Nó la lên. Mới bị lớn mà biết cặc khỉ với nhau rồi. Cái nết y chang ngậu luôn. Nó nghe con nó la xong nó hết hồn nó ngồi vậy nó coi. Nó coi chuyện gì xảy ra vậy. Bây giờ là phần điểm danh cho mọi người coi nè. Đại ca anh cả đầu tiên cái đuôi cục ngủng. Hồi nãy cái mặt khác bây giờ khác luôn thấy chưa. Cái đầu bổ luống đỏ rệt luôn nè. Nguyên một cái bóp ngay lỗ mũi luôn. Cái mặt này tôi không biết dễ thương hay không. Mà lớn lên là bao hài luôn á. Bao hài bao tiếu luôn cái đuôi cục ngủng à. Đó đại ca đó. Đại ca lớn nhất trong bầy đó. Nó đẻ trước mấy con kia một tiếng đồng hồ nha. Rồi đứa thứ hai. Anh hai. Anh hai này nhỏ hơn đại ca nha. Con mèo mướp có đuôi dài nha. Mèo mướp giống khế nhưng mà cái đầu nó hơi vàng vàng nha mọi người. Sau này lớn lên màu lông nó sẽ khác nữa. Nó đẻ sau đại ca một tiếng đồng hồ nha. Đó, mèo mướp. Cái màu lông giống khế thúi nha. Còn cái đuôi thì đuôi dài. Cái con cục đuôi có thể nó ngồi tướng giống khế được. Còn mấy con đuôi dài là ngồi khó lắm. Rồi đứa đẻ ra thứ ba là con màu vàng này. Không biết anh hay chị. Anh ba hay chị ba đây. Con vàng này sau này sẽ là một mỹ nhân hoặc là một hot boy nha mọi người. Cái mặt này là đảm bảo bao đẹp trai luôn. Cái mũi hồng. Hai con mắt trắng cái mỏ trắng. Mà cũng quậy lắm đó. Nó quậy nó lanh lẹ lắm đó. Rồi con út là con cuối cùng. Con này cái đuôi nó không có dài. Cái đuôi nó vừa vừa thôi. Nó lỡ lỡ. Nhưng cái đuôi này nó sẽ dài hơn đuôi khế nha. Con này nó đen tuyền luôn. Tôi kêu con này là anh da đen. Nó đen sau này lớn lên tôi nói mọi người cái da nó đen luôn. Bây giờ nó còn nhỏ. Mà cái màu đen này của nó muốn thâm rồi. Lớn lên là nó đen toàn tập nha mọi người. Nó đen quá nhìn cũng không ra mặt mày đâu. Để nữa nó mở mắt đi. Đó. Hiện tại là nhắm mắt hết bởi vì mình chưa có biết nó giống ai. Nó giống ngầu hay giống cha nó. Mà cha nó tôi cũng không nhớ mặt nữa. Mở mắt lên thì mình sẽ phân biệt được cái khuôn mặt sao. Bây giờ không phân biệt được đâu. Đại ca này nè. Đại ca này đặc biệt lắm nè. Nó sinh ra sáng sáng là bị ăn thịt rồi. Cái đuôi cục ngủng à. Cái đuôi này giống cha của con khế. Thằng cha quách của con khế cái lông vàng mà cái đuôi giống vậy nè. Đuôi cục ngủng vậy đó. Những con đuôi cục này cái tướng ngầu giống khế. Đó, nó ôm con lại kìa bà con. Đó, nó sợ tôi đem con nó đi đó. Ôm mà ôm thấy nhẹ nhàng ghê không. Đó cái tay nó đụng con nó không dám đụng mạnh luôn. Nè, cái thằng này cái mặt nè nửa hài lắm nha bà con. Bao tiếu luôn á nghe. Sau này nó sẽ thay đổi khuôn mặt tiếp. Mà cái mặt này nhìn là nửa lớn là du côn chắc rồi. Tôi thấy cái khuôn mặt con nào nó cũng tự tượng ngầu hết á. Mà để coi sao, để lớn lên mình mới biết nha. Giờ mình cứ theo dõi nó hàng ngày thôi. Rồi trả mày nè mày. Nè. Ôm đi. Ôm ấp cho đã đi. Ý chết chết chết. Lằn. lộn mèo. Rồi mọi người nhớ kỹ nha. Con cục đuôi, cái đầu bố luôn là con đại ca lớn nhất trong bầy. Con đen thui, đen như cục than là con nhỏ nhất. Con út đó. Rồi giờ tôi cho nó ăn cơm. Ăn cơm rất là mạnh mọi người ơi. Con nào chứ con này nó đẻ con nó ăn kinh khủng lắm. Cơm nước bây giờ là dâng tới miệng hết nha. Đưa tới nơi luôn. Không biết là do nó mới đẻ rồi nó mới là quý con nó hay sao nha. Tôi để cái dĩa hơi xa nó cũng không lại nó ăn nữa nha. Nó phải đợi cho tôi đưa tới miệng nó mới ăn. Nó sợ đứng lên á con nó bú không được. Mà để như vậy họ nó ăn là gớt cơm chúng con đó. Nhà để ngoài nè. Để ngoài cũng phải ra ngoài ăn nè. Còn để ở ngoài cái thùng là không thèm phóng ra ngoài đâu nha. Dẫn ở trong cho con nó bú nó kêu mình đem vô cho nó đó. Bốn đứa con, vậy là cái hy vọng của tôi là nó tội nguyện đó mọi người. Tôi nói đẻ tối đa bốn đứa thôi, nó y chang bốn đứa đó. Giờ tôi mới nói với mọi người á, lúc đầu là tôi nghĩ có con vàng cục đuôi. Tại vì cha của mấy đứa này cũng là con vàng cục đuôi. Với tôi cũng hay nằm mơ thấy con quách đó nó quay lại nha. Nó quay về nó làm con mèo khác nó qua nhà tôi nó ở. Do đó tôi mới nghĩ là con ngầu nó đẻ ra cũng có con vàng cục đuôi như vậy. Đó lý do là tôi nói mọi người tôi nghi có con vàng cục đuôi là vậy đó. Này là tâm linh mà vậy là tôi đoán sai rồi. Không có vàng cục đuôi, chỉ có con vàng đuôi dài này thôi. Mà con vàng đuôi dài này nó lại giống con em con quách què hồi đó. Cái mặt đẹp trai giống vậy đó. Rồi không biết sau này là trai hay gái. Nè nó ăn giờ còn nhiêu đây nè. Ăn nữa không? Nhậu. Ăn nữa không? Nữa hả? Chưa no hả? Ăn nữa không? Ăn nữa không? Rồi ăn đi. Rồi vét sạch dẻ giống thế đi. Vét sạch dẻ luôn nha. Khi nó có con nó ăn gấp 3-4 lần. Ăn rất là mạnh. À còn con khế nữa. Tôi sẽ để cho con mèo con cứng cáp hơn cỡ chừng 5 bữa tôi mới dám cho nó gặp mèo con nha mọi người. Chứ con khế này nó cuồng mèo con là nó ôm mạnh lắm nha.